tôi đã thay đổi đường chân tóc chữ M để khuôn mặt trở nên hài hòa và xinh đẹp hơn. Không giấu gì mấy bạn á, là tôi đi điêu khắc chân tóc ở Ren Skin Care 41 Cao Bá Nhạc, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 nha. Đây là trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp theo phong cách Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thì rất là khang trang và sang trọng luôn nha. Đặc biệt đó là mấy bạn nhân viên ở đây nhiệt tình, thân thiện, dễ thương dữ lắm luôn. Trước khi vô làm á, để tôi cho mấy bà coi cái đường chân tóc chữ M của tôi nè. Kiểu nó làm cho vùng trán của tôi bị hẹp đi á, nhìn khuôn mặt của tôi trông có vẻ là đứng tuổi. Tôi thấy điêu khắc sợi tóc rất là nhanh luôn nha. Đường nét á, điêu khắc thì rất là tinh xảo, sợi tóc mảnh nhỏ đen xen với những sợi tóc thật. Với ở đây sử dụng mật hữu cơ an toàn, không có gây ảnh hưởng cho da đầu và sức khỏe của mình nữa nha. Cảm giác khi làm á rất là thoải mái và dễ chịu, không hề là bị tiêm chích hay là không có đau, cũng như không có cần phải nghỉ dưỡng gì hết á. Ta-da, xong rồi nè, mời mọi người ngắm nhìn thành quả nha. Tôi thấy nhìn khuôn mặt hài hòa và tự tin hơn hẳn luôn. Đặc biệt là tôi thấy nhìn tóc cũng dày hơn, với lại là đẹp rất là tự nhiên. Thì chứ nhìn không biết là tôi đi điêu khắc tóc luôn á mấy bà ơi. Đúng là cái răng cái tóc là gốc con người mà. Giờ nhìn tôi cũng trẻ trung và xinh đẹp hơn ha. Mấy bà yên tâm đi, dịch vụ điêu khắc tóc này đẹp tự nhiên, bền màu 5-6 năm luôn nè. Mà đang có ưu đãi 70%, giá gốc là 3 củ, giờ chỉ còn có 899 thôi à, khi mà mình mua voucher tại Hot Deal á nha. Thấy dịch vụ này nữ làm được mà mấy bạn nam ít tóc cũng nên thử trải nghiệm nha. Quá chừng là tuyệt vời luôn nè. Các bạn ơi, còn chần chờ gì nữa, mau đến với Ren Skin Care, ngân hàng mái tóc nâng tầm nhan sắc liền nha.